Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây phần khay SIM của Samsung Galaxy A8, 218, A530. Đó, nó chia làm hai khay. Khi nó lỗi hỏng làm cho máy không nhận SIM, từ đó dẫn tượng không nhận, không có sóng trên Samsung Galaxy A8, 218. Khi Samsung Galaxy A8, 218 không nhận SIM, nhận SIM lúc được cũng không, chập chờn, cầm địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động có cấp.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy A8 218 nói chung và phần khay SIM của máy nói riêng thay mới các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Xin cảm ơn vị các bạn.